Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hello anh em. Ok cho anh em ơi, trận đấu như thế này, khung giờ như thế này mà fan không xem thì đó thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đặt tay lên ngực và cử hành quốc ca. Như vậy là hiệp 1 đã chính thức được bắt đầu. Memphis Depay. Zinker. Khá bình tĩnh. Đóng luôn nào. Có như thế này mà anh ta vẫn bắt được. Không có cơ hội dứt điểm. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Lỗi rồi. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Không có cơ hội dứt điểm. Cơ hội để dứt điểm. Lúc so. Trent Alexander-Arnold. Hợp lý rồi. Đó là một tình huống cắt bóng chính xác. Trận đấu đang diễn ra vô cùng tốc độ. Rất nỗ lực. Đường chuyền rất nhanh. Đi bóng rất khó chịu. Graverbeck. Wijnaldum. Lên bóng rất thoáng. Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Dứt điểm. Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Trời ơi anh ơi, sao lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến như vậy?
không có cơ hội dứt điểm. Đây rồi, tốc độ em ơi. Harry Kane. Tốc độ rất nhanh. Harry Kane. Mất bóng rồi. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Graverbeck và cướp bóng hay. Lúc so. Johnstone. Bukayo Saka. Cánh rất thoáng. Và ngăn chặn rất nhanh. Sóng gió tạm thời đã trôi qua. Trent Alexander-Arnold. Harry Kane. Goal! Rất nguy hiểm. Dallin Wright. Đá tập trung vào. Cole Palmer. Bukayo Saka. Goal! Goal! Không được rồi. Wijnaldum. Hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến một thế trận đôi công đến từ cả hai đội trong phần còn lại của hiệp đấu này. Zinker. Đóng đi. Đó là một tình huống đưa bóng đi ra ngoài. Lúc so. Bukayo Saka. Cole Palmer. Harry Kane. Bukayo Saka. Đã có lỗi. Wijnaldum. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Memphis Depay. Không có cơ hội dứt điểm. Đã có lỗi việt vị. Làm gì đây? Và ngăn chặn rất nhanh. Mất bóng rồi. Đường chuyền dài. Sự áp sát cần thiết.
Gravenberch. Matthijs de Ligt. Làm gì đây anh ơi? Gravenberch. Memphis Depay. Đã có lỗi. Bóng đã được phá lên. Memphis Depay. Bukayo Saka. Sân có vẻ khá trơn. Đường chuyền dài. Cánh rất thoáng. Gravenberch. Rất quyết liệt. Harry Kane. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Danny Blin. Gravenberch. Wijnaldum. Memphis Depay. Được, lên. Lúc so. Bóng đã được phá lên. Quả ném biên. Cơi. Đó là một tình huống đưa bóng đi ra ngoài trong không gian thật là tiên lãng mà lại bỏ lỡ pha bóng này. Hãy giết tôi đi. Một pha bóng mà có lẽ là nhắm mắt thì đá vẫn cứ vào. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Cơ hội. Bóng đã được phá lên. Hơi khó mất rồi. Quẩy đi anh ơi. Đã có lỗi. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Cánh rất thoáng. Ngày hôm nay thì đội bóng nào thua thì họ cũng không có gì phải cúi đầu xuống mà đi về cả. Cứ phải ngẩng cao đầu chứ không lại đi lại vấp ngã. Zinker. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Cole Palmer. Luke Shaw. Dylan Wright. Bukayo Saka. Cổ cánh. Hay quá, người đang vẽ thơ trên sân cỏ. Đánh đâu. Đây rồi. Quá tuyệt vời. Đầu tóc bóng bẩy, khuôn mặt bảnh bao, bộ đồ
trông tương đối gọn gàng đã khiến cho những cổ động viên có một chút chiêu đầu tiên, Một cú đánh đầu quá khó. Trận đấu đang diễn ra thực sự chất lượng, chất hơn cả nước cất. Cả hai đội đều đang tạo ra một loạt những cơ hội đáng chú ý. Trận đấu quá hay. Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này, đó sẽ là một trận cầu hay. Memphis Depay. Danny Blin. Wijnaldum lại ra biên. Johnstone. Luxor. Cole Palmer. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Pha chọc khe rất hay. Có thể dứt điểm ngay. Không được rồi. Đây là bàn thắng trong lòng người hâm mộ. Bóng đã được phá lên. Phi Foden. Chéo bóng này. Ui, không được rồi. Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không. Thời gian của trận đấu còn lại khá ít. Bóng đã được phá lên. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Memphis Depay. Một hiệp đấu phải nói là khó thở dành cho cổ động viên của cả đôi bên. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm hơn 10 phút trước khi quay trở lại với hiệp 2. Anh Thỏ nghĩ sao về những gì đã diễn ra trong hiệp 1 của ngày thi đấu hôm nay? Theo như tôi thấy, đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng dành cho những anh em bé thủ. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu cũng chính thức được bắt đầu. Làm gì đây anh ơi? Quẩy đi anh ơi. Trent Alexander-Arnold. Không có gì khó khăn. Bóng đã được phá lên. Mất bóng rồi. Ui. Rất quyết liệt.
Trent Alexander-Arnold. Goal! Đó là tình huống khiến cho nhiều cổ động viên phải thót tim. Đánh đâu! Đây rồi! Đây rồi! Ơn lời cầu vàng của chúng ta đây rồi! Những gì mà chúng ta chờ đợi đã tới! Một kịch bản quá tuyệt vời! Thể xem ông này đá mẹ mê hết cả người anh em ạ! Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này, đó sẽ là một trận cầu hay. Ngày hôm nay thì đội bóng nào thua thì họ cũng không có gì phải cúi đầu xuống mà đi về cả. Cứ phải ngẩng cao đầu chứ không lại đi lại vấp ngã. Johnston. Pha chọc khe rất hay. Zinker. Tốc độ rất nhanh. Trent Alexander-Arnold. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Memphis Depay. Zinker. Cole Palmer. Johnston. Lúc so Phil Foden. Khá bình tĩnh. Bên trong có ai đây? Từ đầu trận thì giữa sân đang là điểm nóng thực sự rất nhiều. Dứt điểm. Không có cơ hội dứt điểm. Rất tốt. Đi bóng rất khó chịu. Memphis Depay. Bukayo Saka. Phil Foden. Rất nỗ lực. Dứt điểm. Quá phung phí cho cơ hội vừa rồi. Ôi dồi ôi, tôi tưởng đó là một bàn thắng. Nhưng không. Không thể không tiếc ở một cơ hội như thế này. Sẽ có một quả đá phạt góc. Dallin Wright. Danny Blind. Thực sự là đang rất gần những luồng gió mới, luồng gió mới mẻ hơn. Bukayo Saka. Và cắt bóng rất kinh nghiệm. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Bukayo Saka. Matthijs de Ligt. Đường chuyền rất nhanh. Chưa mượt cho lắm. Lỗi rồi.
Đánh đâu? Đường chuyền hay. Bất thiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng. Pha cướp bóng hay. Wijnaldum lên bóng rất thoáng. Zinker. Không có gì khó khăn. Ui giời, hơi khó hiểu cho quyết định xử lý vừa rồi. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Memphis Depay dứt điểm. Đây rồi. Ôi rồi ôi, phí thế. Làm gì đây? Pha bóng hơi cà cuống mà anh đã để mất bóng rồi. Rất phiêu lưu. Sóng gió tạm thời đã trôi qua. Harry Kane, Dallin Wright. Bè người tương đối sát. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Rất quyết liệt. Không có cơ hội dứt điểm. Johnstone. Và lấy bóng tốt. Rất an toàn. Eric Cosa. Đường chuyền dài. Trent Alexander-Arnold. Dallin Wright. Harry Kane. Bukayo Saka. Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Một cơ hội nữa. Johnstone. Eric Cosa. Bukayo Saka. Danny Blin. Lên bóng rất thoáng. Memphis Depay rất quyết liệt. Goal! Tưởng chừng như đó là một bàn thắng nhưng điều này vẫn chưa xảy ra. Thực sự là đáng tiếc. Rất phiêu lưu. Không có cơ hội dứt điểm. Sẽ có một quả đá phạt góc. Mọi thứ tạm thời đã được giải quyết. Harry Kane. Phía trên chẳng qua ai thế này. Hồi hộp vết đấy anh em nhỉ. Đây rồi, dứt điểm. Phải như thế này chứ nhỉ. Đó là một tình huống xử lý tuyệt vời. Và không hề có bất cứ một độ trễ nào cả. Quá hay. Tiếng tôi vang rừng núi. Anh em nghe trả lời. Vừa rồi các bạn ạ. Đỉnh cao, đỉnh cao là đây. Hay kinh khủng luôn đấy anh em ạ. Tình huống xử lý vừa ngoan vừa ngoặt này. Khiến nhiều anh em có thể lộn tiền đấy, không phải đùa được. Gọn gàng, chính xác, quyết đoán. Có lẽ trận đấu này đã đóng hòm.
Memphis Depay rất quyết liệt. Jared Bowen. Trent Alexander-Arnold. Làm gì đây anh ơi? Mọi thứ tạm thời đã được giải quyết. Lỗi rồi. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Cơ hội, dứt điểm. Tuyệt vời! Đó là những gì mà chúng ta mong. Và đó là những gì mà chúng ta đã thấy. Nó phải như thế. Nó phải đến theo cách như thế. Cho những sự chờ đợi như thế. Và bàn thắng như thế cũng đã tới. Bàn này có lẽ là phải theo dõi đi, theo dõi lại. Nó quá đẳng cấp. Đầu tóc bóng bẩy, khuôn mặt bảnh bao, bộ đồ trông tương đối gọn gàng cũng đã khiến cho những cổ động viên có một chút chiêu đầu tiên, có một chút chiêu đầu tiên. Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này, đó sẽ là một trận cầu hay. Lên bóng rất thoáng. Dallin Wright. Mất bóng rồi. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Sẽ có tình huống thay người. Nhận thấy người học trò của mình livestream hơi nhiều lượt view, huấn luyện viên quyết định đưa anh vào sân để giúp anh tránh khỏi những cám dỗ trên mạng xã hội. Cần có những sự thay đổi người, có thể không cải thiện nhiều về mặt kỹ chiến thuật, nhưng nó giúp cho thay đổi về mặt phong thủy. Dallin Wright. Kyle Walker. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Không có gì khó khăn. Ba phút đá bù giờ. Raverbeck. Memphis Depay. Sẽ có một quả đá phạt góc. Không thể tung ra cú dứt điểm. Wijnaldum. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Lên bóng rất thoáng. Mất bóng rồi. Và đến đây thì buổi tôi trực tiếp xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào.